Lan Đường Nguyễn Lâm lại xin chào cả nhà nha. Vẫn là tiếp tục series những cái cây hoa nở trong vườn. Tuyệt đẹp hồng thu mọi người ạ. Và bạch tuyết đang nở nha mọi người nha. Mà mọi người ngắm hồng thu và bạch tuyết. Cây hồng thu. Cây này mọi người thấy ngày hôm nay nó nở rất đẹp. Về cái độ bay của nó nè. Cây này thì cực kỳ đặc biệt luôn. Từ lúc nở cho tới lúc tàn, hoa đều bay 24 giờ như thế này ha, lúc nào hoa nó cũng bay đẹp như thế này ạ. Nó là một trong số những cây hồng hiếm hoi mà hoa bay 24 giờ đẹp. Và đây là khuôn bông của cây hồng thu, mời mọi người ngắm nha. Thời điểm Nguyễn quay bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi sáng cả nhà. Đôi mắt của cây hồng thu ạ. Tuyệt đẹp đúng không? Bộ cánh của nó bay một cách tự nhiên không cần phải uống gì cả mọi người đây nè. Nó vẫn bay ha, bay như bình thường. Cây hồng thu lung linh trong nắng. Và phía dưới đây là cây năm cánh trắng bạch tuyết mọi người ạ. Mời mọi người ngắm hoa năm cánh trắng bạch tuyết nha. Chiếc mũi trắng tinh ha, đôi mắt sắc lẹm, rất là gọn. Đang lung linh trong nắng và gió đây mọi người ạ. Bạch tuyết thì nó quá nổi tiếng rồi. Về độ đẹp thì quá đẹp. Những cây năm cánh trắng, mũi trắng và đôi mắt đậm, gọn. Rất là khó có mặt hoa mũi trắng nào mà có thể qua được cái vẻ đẹp của cây bạch tuyết nha mọi người nha. Cây bạch tuyết bây giờ nó trở thành cây quốc dân rồi. Nó quá rẻ, quá đẹp và quá rẻ mọi người. Hiện tại bây giờ một cây bạch tuyết nó chỉ vài trăm là mọi người chúng ta có thể sở hữu được. Còn một chậu to thì nó chỉ tầm hơn 1 triệu. Quá đẹp đúng không cả nhà? Chúng ta xem lại hồng thu nha. Đây là hồng thu. Cây hồng thu này cực kỳ ít giống luôn nha cả nhà nha. Rất là đẹp. Không phải lúc nào chúng ta cũng có hoa để mà ngắm cả nhà ha. Nên là những lúc như thế này chúng ta tận hưởng vẻ đẹp của nó đi. Rồi nếu mà nói về thơm thì các cái dòng phi điệp ở miền Nam rất là thơm. Cây hồng thu này là một trong số đó. Bạch tuyết đây nha mọi người ha. Đây là bộ cánh của bạch tuyết đây mọi người. Ở dưới nắng nó rất là bóng ha. Mũi trắng tinh, đôi mắt sắc lẹm, gọn và không hề lem một tí nào hết. Rất là sạch. Nói chung là cây bạch tuyết này nó rất là tinh tế mọi người. Còn cây hồng thu này thì cái vẻ đẹp của nó cũng khá là kiêu sa. Đây là bộ cánh căng bay và cũng bóng ở dưới nắng ha. Như này. Ha, video ngày hôm nay thì chỉ có vậy thôi, cho mọi người chúng ta ngắm hoa hồng thu và bạch tuyết cùng nở rất là đẹp. Rồi, Nguyễn lại xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những cái video hoa nở tiếp.